đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Tiền Mnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, theo đoạn video được tờ The Hill dẫn từ mạng xã hội X, một người dân đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở quận Laurel thuộc bang Kentucky, Mỹ vào ngày 31 tháng 10 đã liên tục bấm bầu cho ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên, máy bỏ phiếu sau đó xác nhận cử tri trên đã lựa chọn bà Kamala Harris. Ngay sau đó, giới chức bang Kentucky đã phải lên tiếng trấn an dư luận. The Hill dẫn bài đăng trên mạng xã hội của Tổng trưởng lý bang Kentucky, ông Russell Coleman. Nhân sự của chúng tôi đã liên lạc với giới chức quận Laurel và yêu cầu họ thay máy bỏ phiếu mới. Tất cả các cử tri Kentucky có thể tin tưởng cuộc bầu cử của chúng ta an toàn và những vấn đề tiềm ẩn sẽ được giải quyết nhanh chóng. Trong diễn biến liên quan, Deadline đưa tin, diễn viên Scarlett Johansson đã tập hợp các thành viên trong Avengers, biệt đội siêu anh hùng, để cùng nhau đánh bại ông Donald Trump và bỏ phiếu cho bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Trong video được Vanity Fair chia sẻ vào tối ngày 31 tháng 10, các diễn viên gồm Robert Downey Jr., Iron Man, Scarlett Johansson, Hóa Phụ Đen, Mark Ruffalo, Người Khổng Lồ Xanh Hulk, Don Cheadle, War Machine, Chris Evans, Captain America, Danai Gurira, Okoye trong Black Panther, Wakanda Forever và Paul Bettany, Vision, đồng lòng bày tỏ sự ủng hộ dành cho bà Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz trong giai đoạn nước rút của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Đoạn video dài hơn 90 giây bắt đầu bằng cảnh dàn sao Avengers nhận được cuộc gọi video từ John Hassan. Trên màn hình họp nhóm, họ cùng nhau thảo luận về ý tưởng cho câu khẩu hiệu của chiến dịch Harris-Walz. Ban đầu, Gurira đề xuất đó là Kamala Forever, Kamala bất diệt, lấy cảm hứng từ tựa phim Wakanda Forever. Sau đó, nhóm siêu anh hùng thống nhất câu "Tôi là Kamala Harris và tôi ủng hộ nền dân chủ". Khép lại video là lời kêu gọi người xem tham gia bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11. Chia sẻ với Vanity Fair về quá trình thực hiện video, Scarlett Johansson cho biết đã liên lạc trước với các diễn viên Marvel thông qua nhóm trò chuyện và bày tỏ mong muốn đoàn kết lại để tạo ra khoảnh khắc có tính lan truyền cho bà Kamala Harris. Hóa Phụ Đen Scarlett Johansson nói, thật tuyệt khi thấy mọi người tập hợp lại vì một mục đích, hy vọng nó sẽ thu hút người hâm mộ của chúng tôi vào quá trình bỏ phiếu. Mark Ruffalo đã đăng lại video trên Instagram kèm dòng nhắn nhủ: "Đừng ngồi ngoài cuộc này, đây là cuộc đua mà chúng ta sẽ mất mát lớn. Dự án năm 2025, quyền sinh sản của phụ nữ, biến đổi khí hậu, quyền LGBTQIA+, giáo dục công, giảm nợ cho sinh viên, đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, an sinh xã hội và vaccine cứu mạng. Những thứ này có thật và nó sẽ đến với bạn". Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 được đánh giá là một trong những cuộc đua sát sao nhất từ trước đến nay khi cử tri sẽ phải lựa chọn giữa ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và Kamala Harris của Đảng Dân Chủ. Dữ liệu khảo sát được The Guardian công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris và đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump trên toàn nước Mỹ tính tới ngày 30 tháng 10 lần lượt là 47% và 46%, và số liệu này vẫn giữ nguyên từ hôm 24 tháng 10. Trong khi đó, số liệu khảo sát tại 7 bang chiến địa cho thấy cả hai ứng viên đều giành được lợi thế ở 3 bang, duy chỉ có Nevada là nơi tỷ lệ ủng hộ của cả ông Trump và bà Harris đều đạt khoảng 48%. Được biết, ứng viên Cộng hòa Trump và đối thủ Dân chủ Harris trong ngày 1 tháng 11 theo giờ Mỹ đều tổ chức sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin, nơi bà Harris đang dẫn trước ông Trump khoảng 2% sự ủng hộ từ cử tri Mỹ. Dự kiến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Một loạt các cuộc thăm dò mới cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump ở các bang bức tường xanh mà nhiều dự báo cho rằng bà cần giành chiến thắng để giành được chức Tổng thống. Các tiểu bang Rust Belt tạo nên bức tường xanh của Đảng Dân Chủ có tổng cộng 44 phiếu bầu của đại cử tri đoàn. Pennsylvania là lớn nhất với 19 phiếu bầu, Michigan có 15 phiếu và Wisconsin có 10 phiếu. Các cuộc thăm dò của Harris tại các bang chiến trường Michigan và Pennsylvania được công bố vào ngày 1 tháng 11, cho thấy Phó Tổng thống Harris của Đảng Dân Chủ dẫn trước đối thủ của Đảng Cộng Hòa của bà ở 2 điểm mỗi tiểu bang, 50% so với 48%. Cuộc thăm dò thứ 3 của cử tri Wisconsin cho thấy bà Harris dẫn trước 3%, tương đương 51% so với 48%. Tất cả những kết quả này đều nằm trong biên độ sai số của cuộc thăm dò từ Harris, cộng hoặc trừ 3 đến 4 điểm cho cuộc thăm dò của Michigan và Pennsylvania, hoặc cộng hoặc trừ 3 đến 5 điểm cho cuộc khảo sát của Wisconsin.
Các cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10. 4 năm trước, tại cuộc bầu cử năm 2020, chính Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã giành trọn số phiếu đại cử tri tại các tiểu bang bức tường xanh, để qua đó hạ bệ ông Trump. Xa hơn nữa, vào năm 2016, ông Trump có được Nhà Trắng với chỉ dưới 78.000 phiếu phổ thông ở 3 tiểu bang bức tường xanh. Những lợi thế nhỏ mà bà Harris nắm giữ được ghi nhận là nhờ các cử tri độc lập, những người dường như đang chuyển hướng lá phiếu về phía bà trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử. Bà Harris đã mở ra một lợi thế 6 điểm so với ông Trump nhờ những cử tri độc lập ở Michigan, 52 và 46%. Cải thiện từ mức dẫn trước 2 điểm vào tháng 9, bà cũng cải thiện từ lợi thế 4 điểm với những cử tri độc lập ở Wisconsin vào đầu tháng 9, lên mức dẫn trước 6 điểm vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, sự thay đổi mạnh mẽ nhất diễn ra ở Pennsylvania. Bà Harris nhận được mức 55% sự ủng hộ của các cử tri độc lập, còn ông Trump chỉ là 40% trong thời điểm hiện tại. Hồi tháng 9, tỷ lệ này là 49% và 45%. Một cuộc thăm dò mới của USA Today, Suffolk, cho thấy bà Harris và ông Trump ngang bằng nhau ở Pennsylvania với 49% số phiếu bầu cho mỗi người. Theo cuộc thăm dò toàn tiểu bang, đối với 500 cử tri tiềm năng được tiến hành từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10, với biên độ sai số là 4,4 điểm phần trăm. Nếu bà Harris có thể giành chiến thắng tại Pennsylvania và một tiểu bang bức tường xanh khác, ông Trump sẽ cần phải giành chiến thắng ở các tiểu bang dao động, bao gồm các tiểu bang vành đai mặt trời là Arizona, Georgia, Nevada và Bắc Carolina để có thể một lần nữa bước vào Nhà Trắng. Theo hãng tin Sputnik News của Nga, các cuộc khảo sát do Trung tâm Dư luận Công chúng Lowell của Đại học Massachusetts và YouGov thực hiện cho thấy ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris dẫn trước đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump về sự ủng hộ của cử tri tại các bang dao động là Michigan và Pennsylvania, trong khi ông Trump dẫn trước ở bang North Carolina. Các cuộc thăm dò cho thấy 49% số người được hỏi ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris tại bang Michigan so với 45% ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Tại tiểu bang then chốt Pennsylvania, bà Kamala Harris đang dẫn trước ông Donald Trump với tỷ lệ sít sao lần lượt là 48% và 47%. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước đối thủ của mình 2 điểm phần trăm ở North Carolina khi nhận được 47% số phiếu bầu, trong khi số phiếu dành cho bà Kamala Harris là 45%. Trong khi đó, giáo sư sử học Alan Lismat, người được coi là nhà tiên tri về bầu cử Mỹ, nhờ đoán trúng 9 trên 10 cuộc bầu cử trước đây, đã dự đoán rằng ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris sẽ đánh bại đối thủ Donald Trump để trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Trong một video đăng trên kênh YouTube, giáo sư Lismat cho biết ông không thay đổi dự đoán mà ông đưa ra từ tháng 9, dù khoảng cách mà bà Harris dẫn trước ở các bang chiến trường đang hẹp lại và kết quả thăm dò nhiều hãng thực hiện cho thấy kết quả rất sít sao. Lần duy nhất mà giáo sư sử học Alan Lismat đã dự đoán không chính xác là năm 2000, khi ông nói rằng ứng viên Đảng Dân Chủ Al Gore khi đó sẽ chiến thắng để tiến vào Nhà Trắng. Giáo sư sử học Alan Lismat nói, không có gì thay đổi để thay đổi dự đoán mà tôi đưa ra ngày 5 tháng 9, bất chấp các cuộc thăm dò. Giáo sư Lismat vấp phải một số chỉ trích vì những dự đoán của mình. Trong bài đăng trên mạng xã hội X gần đây, chuyên gia thăm dò ý kiến chính trị Nate Silver cho rằng các thông số mà vị giáo sư lịch sử hiện đại tại Đại học Hoa Kỳ sử dụng là hoàn toàn tùy tiện. Trong video mới nhất, giáo sư sử học Alan Lismat nhấn mạnh rằng các tiêu chí mà ông sử dụng để đưa ra dự đoán của mình không thay đổi và chỉ trích sự phổ biến của các cuộc thăm dò ý kiến trên truyền thông. Ông cho rằng việc điều hành chứ không phải chuyển động vận động tranh cử mới là dấu hiệu cho thấy ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua Nhà Trắng năm 2024. Giáo sư Lismat nói, tôi không có quả cầu pha lê, tôi không phải là chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người nghĩ rằng mình có đường ống dẫn đến đấng toàn năng. Hệ thống của tôi dựa trên lịch sử, nó rất mạnh mẽ nhưng luôn có thể xảy ra. Bạn không thể biết trước rằng sẽ có điều gì đó thảm khốc và chưa từng có sẽ xảy ra để có thể phá vỡ mô hình lịch sử. Trong video trực tiếp dài 90 phút, nhà sử học này đánh giá rằng nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Giáo sư sử học Alan Lismat nói rằng ông cảm thấy lo lắng trước mỗi cuộc bầu cử, nhưng năm nay rất khác. Trong một diễn biến đáng chú ý, ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp đến thăm Dearborn, bang Michigan, thành phố có đông người Ả Rập nhất cả nước. Metro Detroit là nơi cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập tập trung đông nhất cả nước, phần lớn số họ sống ở Dearborn, thành phố nơi Tổng thống Joe Biden giành chiến thắng với tỷ lệ 3-1 trong cuộc bầu cử năm 2020 đã bị xáo trộn bởi tình hình Trung Đông, khi nhiều người bất bình với cách chính quyền đương nhiệm xử lý cuộc xung đột Israel và Hamas. Ông Asama Siplani, một nhà lãnh đạo ở địa phương cho biết, trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris đang thông qua những người đại diện để xoa dịu căng thẳng trong cộng đồng, thì sự xuất hiện của ông Trump
sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một ứng viên tổng thống đến khu vực này. Chỉ còn vài ngày nữa là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 chính thức diễn ra. Đảng Cộng hòa của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang yêu cầu tòa án tối cao bang Pennsylvania thực thi lệnh loại bỏ những phiếu bầu gửi qua thư, không ghi ngày tháng chính xác. Theo BBC, Pennsylvania đã ban hành lệnh yêu cầu các cử tri viết tay ngày họ điền vào lá phiếu của mình trước khi gửi đến Ủy ban bầu cử của bang qua đường bưu điện. Tuy nhiên, Tòa Phúc thẩm Pennsylvania ngày 30 tháng 10 ra phán quyết rằng sắc lệnh này vi phạm hiến pháp Mỹ trong một vụ án liên quan đến vài chục lá phiếu trong một cuộc bầu cử cấp bang đặc biệt vào tháng 9. Hiện vẫn chưa rõ phán quyết mới của Tòa Phúc thẩm sẽ có tác động ra sao đến cách kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới tại bang chiến địa Pennsylvania. Tranh cãi về quy định bắt đầu bùng phát sau khi những người ủng hộ quyền bầu cử xúc tiến một số vụ kiện chống lại luật, bao gồm cả một vụ việc đang chờ tòa án tối cao Mỹ xử lý và dự kiến sẽ không được giải quyết kịp cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Phe Cộng hòa ở Pennsylvania và Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa đã đấu tranh để duy trì luật nói trên. Trong đơn gửi tòa án cấp cao nhất của bang ngày 31 tháng 10, họ lập luận phán quyết của Tòa Phúc thẩm Pennsylvania đã vi phạm chỉ thị của tòa án tối cao về việc không được thực hiện những thay đổi đáng kể về luật và thủ tục hiện hành trước cuộc bầu cử. Họ lưu ý thêm, động thái đã gây ra sự nhầm lẫn xung quanh về vấn đề này và có thể khiến một số hội đồng bầu cử cố gắng kiểm đếm những lá phiếu đáng ngờ. Phe Cộng hòa cũng yêu cầu Tòa án tối cao Pennsylvania giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới, trong khi nhà chức trách xét xử tất cả các kháng cáo liên quan. Trong một diễn biến đáng chú ý, nhà hoạt động kỳ cựu của Đảng Dân Chủ David Axelrod ngày 31 tháng 10 nói rằng khoản tiền thưởng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày của tỷ phú Elon Musk có thể quyết định người chiến thắng tại bang chiến trường Pennsylvania. Ông Axelrod cho biết trong một chương trình của kênh truyền hình CNN rằng ở Pennsylvania, nhiều người tin rằng khoản tiền thưởng đó có thể tạo ra cách biệt 50.000 phiếu bầu tại bang này. Nếu thực tế đúng là như vậy, xét đến sự xích sao của cuộc bầu cử năm nay, con số đó thực sự rất quan trọng. Ông Musk hứa sẽ trả 100 đô la Mỹ cho mỗi người ký vào bản kiến nghị cam kết ủng hộ hiến pháp và trả 47 đô la Mỹ khi giới thiệu thêm một người ký vào bản kiến nghị này. Tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết rằng bất kỳ ai ký vào bản kiến nghị đều được tham gia vào cuộc xổ số trao thưởng 1 triệu đô la Mỹ. Những người này được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Ông Axelrod nói, ám chỉ đến kế hoạch của ông Musk, rất thông minh, những gì họ đang làm là sử dụng tu chính án thứ nhất và tu chính án thứ hai, quyền tự do ngôn luận và quyền sở hữu súng, như một cách để xác định những người mà họ nghĩ có khả năng sẽ là cử tri của ông Trump. Ông Axelrod nói thêm, họ đang kiểm tra xem những người đó có bỏ phiếu hay không, họ đang tìm kiếm những cử tri có xu hướng bỏ phiếu thấp, những người có thể sẽ không bỏ phiếu, và sau đó ông ấy, tức ông Musk, sẽ điều hành một chiến dịch vận động bỏ phiếu cho ông Trump. Những bình luận của ông Axelrod được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang bám đuổi sát nút trong cuộc chạy nước rút đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Trong vài tuần qua, cả hai ứng cử viên đều tập trung gần như toàn bộ sức lực vào 7 tiểu bang chiến trường, trong đó có Pennsylvania, nơi có 19 phiếu đại cử tri có thể quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày càng xích sao này. Theo một nghiên cứu được Tổ chức Người Mỹ vì Công bằng Thuế công bố trong tháng 9 cho thấy, chỉ riêng 150 gia tộc tỷ phú đã chi gần 1,4 tỷ đô la Mỹ cho chu kỳ bầu cử năm 2024. Con số đáng kinh ngạc này đã vượt quá số tiền đóng góp của gần 700 tỷ phú cá nhân trong toàn bộ chiến dịch tranh cử ở Mỹ năm 2020. Và các gia tộc tỷ phú còn có rất nhiều tiền để đóng góp. Bởi vì họ cực kỳ giàu có, tổng tài sản ròng của nhóm người chi tiêu chính trị hàng đầu này ước tính vào khoảng 2,3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, chi tiêu chính trị ngay cả ở mức cao này cũng không gây căng thẳng tài chính cho họ. Trung bình mỗi gia đình tỷ phú này đóng góp chính trị 9,2 triệu đô la Mỹ, chỉ bằng 0,06% tổng tài sản của họ. Đối với một gia đình trung bình ở Mỹ, 0,06% giá trị tài sản ròng của họ là khoảng 120 đô la Mỹ. Một khoản đóng góp tương đối khiêm tốn.
Nói cách khác, nhóm tỷ phú nhỏ bé này có sức mạnh chi tiêu chính trị tương đương 11,5 triệu gia đình bình thường. Nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Người Mỹ vì Công bằng Thuế là một phần trong loạt nghiên cứu kéo dài nhiều năm về ảnh hưởng chính trị của các tỷ phú, đặc biệt tập trung vào chi tiêu trong các cuộc đua quan trọng ở Quốc hội. Một báo cáo khác tập trung vào cuộc đua Tổng thống, nơi phần lớn số tiền của các tỷ phú sẽ được đổ vào. Nhiều người dân Mỹ đã đặt ra câu hỏi là làm thế nào mà các gia tộc tỷ phú có nhiều tiền đến mức họ có thể chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Câu trả lời có vẻ hiển nhiên rằng nhóm này có rất nhiều tiền để chi tiêu vì họ là tỷ phú. Nhưng ngay cả một gia đình tỷ phú cũng có thể ngần ngại chi hàng chục triệu đô la Mỹ cho các chiến dịch tranh cử nếu họ không chắc tài sản của mình sẽ tiếp tục tăng nhanh và liệu có bị đánh thuế hay không. Câu hỏi tiếp theo là các gia tộc tỷ phú đổ lượng lớn tiền vào tranh cử theo cơ chế nào, không có giới hạn về đóng góp cho chiến dịch tranh cử. Trên thực tế, Mỹ có giới hạn về số tiền quyên góp trực tiếp cho các ứng cử viên, các đảng ủy và ủy ban hành động chính trị PAC. Ví dụ đối với chu kỳ bầu cử hiện tại, các nhà tài trợ cá nhân có thể đóng góp không quá 3.300 đô la Mỹ cho một ứng cử viên và 5.000 đô la Mỹ cho PAC. Tuy nhiên, vào năm 2010, Tòa án Tối cao Mỹ đã đặt ra một hệ thống tài trợ tranh cử song song, trong đó không có giới hạn các khoản tiền đóng góp. Siêu Ủy ban Hành động Chính trị Super PAC hạn chế duy nhất là các Super PAC không được phép điều phối các hoạt động của họ với các chiến dịch tranh cử. Họ chỉ được phép thực hiện chi tiêu độc lập. Nhưng trên thực tế, các chiến dịch tranh cử mà các Super PAC luôn phối hợp với nhau thông qua nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, bao gồm cả việc trao đổi đội ngũ nhân viên. Kết quả là Super PAC chỉ độc lập trên danh nghĩa. Các tỷ phú có thể chắc chắn rằng số tiền không giới hạn mà họ đóng góp cho chúng sẽ được sử dụng một cách hiệu quả để hỗ trợ cho các ứng cử viên ưa thích của họ. Super PAC có tên Make America Great Again INC đã tính đến cuối tháng 8 rót hơn 256 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. 75% lượng tiền này đến từ khoảng 150 gia đình tỷ phú. Trong khi đó, Super PAC Future Forward USD đổ 164 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch của bà Kamala Harris, trong đó 29% được huy động từ các tỷ phú. Một lý do khiến 2/3 số tiền quyên góp chính trị của các gia đình tỷ phú ủng hộ các ứng cử viên Cộng hòa và ứng viên bảo thủ trong cả bầu cử Tổng thống và Lưỡng viện Quốc hội là bởi Đảng Cộng hòa hứa hẹn sẽ cắt giảm thuế cho giới tỷ phú, trong khi Đảng Dân chủ lại muốn tăng. Ưu tiên thuế hàng đầu của ông Trump và Đảng Cộng hòa hiện tại là gia hạn vĩnh viễn các phần của luật thuế năm 2017 và dự kiến hạn vào cuối năm 2025. Và luật này chủ yếu mang lại lợi ích cho những người giàu có. Ngược lại, Đảng Dân chủ cho biết họ muốn để các phần tạm thời của luật thuế của Đảng Cộng hòa hết hạn. Vậy dòng tiền khổng lồ của giới tỷ phú có quyết định kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 hay không? Trang phân tích chính trị Common Dream của Mỹ nhận định, bất kể số tiền mà giới siêu giàu bỏ vào quá trình này, dù là minh bạch hay là các khoản tiền đen tối, cuộc bầu cử cuối cùng vẫn do các cử tri quyết định. Nước Mỹ hiện có khoảng 800 tỷ phú đô la Mỹ, nhưng có tới khoảng 244 triệu người Mỹ đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024. Tuy nhiên, việc dòng tiền của giới tỷ phú Mỹ góp phần tạo nên thành công cho một ứng cử viên là điều không thể phủ nhận. Do kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thường phụ thuộc vào một số bang chiến trường, nên việc các tỷ phú bơm tiền vào những bang như vậy để huy động cử tri sẽ giúp ích cho ứng viên Tổng thống mà họ ưa thích. Nhà hoạt động kỳ cựu của Đảng Dân chủ mới đây cho rằng, tiền thưởng 1 triệu đô la Mỹ của tỷ phú Elon Musk có thể giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng ở Pennsylvania, bang chiến trường gay cấn nhất trong cuộc bầu cử năm nay. Nhà hoạt động kỳ cựu của Đảng Dân chủ David Axelrod ngày 31 tháng 10 nói rằng, khoản tiền thưởng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày của ông Elon Musk có thể quyết định người chiến thắng tại bang Pennsylvania. Ông Axelrod cho biết trong một chương trình của CNN rằng, ở Pennsylvania, nhiều người tin rằng khoản tiền thưởng đó có thể tạo ra cách biệt 50.000 phiếu bầu tại bang này. Nếu thực tế đúng là như vậy, xét đến sự xích sao của cuộc bầu cử năm nay, con số đó thực sự rất quan trọng. Ông Elon Musk đã hứa sẽ trả 100 đô la Mỹ cho mỗi người ký vào bản kiến nghị cam kết ủng hộ hiến pháp và trả 47 đô la Mỹ
khi giới thiệu thêm một người ký vào bản kiến nghị này. Tỷ phú công nghệ sở hữu SpaceX cho biết rằng bất kỳ ai ký vào bản kiến nghị đều được tham gia vào cuộc xổ số, trao thưởng $1 triệu. Những người này được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Ông Axelrod nói, ám chỉ đến kế hoạch của ông Musk. Rất, rất thông minh, những gì mà họ đang làm là sử dụng tu trình an thứ nhất và tu trình an thứ hai. Quyền tự do ngôn luận và quyền sở hữu súng như một cách để xác định những người mà họ nghĩ rằng có khả năng sẽ là cử tri của ông Trump. Ông Axelrod nói thêm, họ đang kiểm tra xem những người đó có bỏ phiếu hay không. Họ đang tìm kiếm những cử tri có xu hướng bỏ phiếu thấp, những người có thể sẽ không bỏ phiếu. Và sau đó, ông Musk sẽ điều hành một chiến dịch vận động bỏ phiếu cho ông Trump. Đầu tuần này, văn phòng công tố quận Philadelphia đã đệ đơn kiện Ủy ban Hành động Chính trị America Park của ông Musk để ngăn chặn việc trao thưởng $1 triệu cho những cử tri đã đăng ký ở 7 bang chiến trường. Hồ sơ kiện cáo buộc America Park vi phạm luật thương mại không công bằng và luật bảo vệ người tiêu dùng của Pennsylvania, cụ thể là luật xổ số của tiểu bang. Những bình luận của ông Axelrod được đưa ra khi cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang bám đuổi sát nút trong cuộc chạy nước rút đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Trong vài tuần qua, cả hai ứng cử viên đều tập trung gần như toàn bộ sức lực vào 7 tiểu bang chiến trường, trong đó có Pennsylvania, nơi có 19 phiếu đại cử tri, có thể quyết định người chiến thắng trong một cuộc bầu cử ngày càng xiết sao. Tuy nhiên, ngày 31 tháng 10, một tòa án tại thành phố Philadelphia của Mỹ đã ra lệnh cho tỷ phú công nghệ Elon Musk phải tham dự phiên điều trần về chương trình xổ số liên quan đến bầu cử mà ông đã khởi xướng vào đầu tháng này. Ông trùm công nghệ cho biết, sáng kiến này nhằm mục đích huy động cử tri ở các tiểu bang dao động, trong khi vụ kiện cáo buộc rằng sáng kiến này có những người tham gia cam kết chính trị. Trước đó, ngày 28 tháng 10, biện lý quận Philadelphia Larry Krasner, một đảng viên dân chủ, đã thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện dân sự về xổ số bất hợp pháp của doanh nhân này. Theo đơn kiện, America Park, một ủy ban hành động chính trị, và ông Musk đang dụ dỗ người dân Philadelphia và những người khác ở khối thịnh vượng chung và các tiểu bang dao động khác trong cuộc bầu cử sắp tới, từ bỏ thông tin nhận dạng cá nhân của họ và đưa ra lời cam kết chính trị để đổi lấy cơ hội trúng thưởng $1 triệu. Chính quyền cũng lưu ý rằng họ có nhiệm vụ phải bảo vệ công chúng khỏi sự can thiệp vào tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố ông là người đã chặn đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nối Nga và Đức qua biển Baltic. Đường ống này chưa bao giờ được đưa vào hoạt động, đã hư hỏng do bị phá hoại vào tháng 9 năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với nhà báo Tucker Carlson ở Glendale, bang Arizona, trước đám đông người ủng hộ, ông Trump phủ nhận những cáo buộc lâu nay cho rằng ông có cảm tình với nước Nga. Ông Trump nói, Đảng Dân Chủ thích nói rằng tôi là bạn của nước Nga, tôi làm việc cho nước Nga, tôi là gián điệp của nước Nga. Đồng thời, gọi những người ủng hộ luận điểm này là những kẻ bệnh hoạn. Ông cho rằng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 là một trong những dự án lớn nhất và quan trọng nhất của Nga. Cựu Tổng thống nói mà không giải thích thêm, tôi đã chặn đứng nó, không ai có thể chặn nó ngoài tôi. Tôi đã dừng lại nó đã được xây dựng một nửa, đã không còn tồn tại. Tuy nhiên, ông Trump tiếp tục nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã để việc xây dựng đường ống này tiếp tục được diễn ra. Đồng thời, hủy bỏ đường ống Keystone XL vốn nhằm vận chuyển dầu từ Canada sang Mỹ. Theo ứng viên Đảng Cộng Hòa, khi còn đương chức, ông đã phản đối mạnh mẽ với Đức về mối quan hệ của nước này với Moscow. Tôi nói, hãy nói thẳng thắn về chuyện này, chúng tôi đang giúp đỡ và bảo vệ anh khỏi Nga, nhưng anh đang trả cho Nga hàng tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để mua dầu. Thế là thế nào? Cựu Tổng thống đồng thời cho biết thêm rằng, mặc dù vậy, ông vẫn bị cáo buộc là bạn của Nga. Nord Stream 2 dự định bổ sung cho đường ống Nord Stream 1 được hoàn thành vào năm 2021, nhưng chưa bao giờ được đưa vào vận hành do lo ngại rằng EU và đặc biệt là Đức sẽ trở nên quá phụ thuộc vào Nga. Chính quyền của ông Trump đặc biệt chỉ trích dự án và nhắm vào nó bằng các biện pháp trừng phạt. Vào năm 2021, khi đường ống gần hoàn thiện, ông Biden đã bãi bỏ một số hạn chế, nói rằng chúng phản tác dụng đối với quan hệ châu Âu. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2022, vài ngày trước khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đình chỉ chứng nhận đường ống sau khi Nga công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk. Vào tháng 9 năm 2022, đường ống này hứng chịu một loạt vụ nổ dưới nước, gây rò rỉ nghiêm trọng. Các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng vụ phá hoại là do tình báo Ukraine giản dựng. Một tuyên bố bị Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ và cho rằng Kiev thiếu chuyên môn cần thiết để thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Mỹ đứng đằng sau các vụ nổ, đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ hoạt động này. Ông cũng nói rằng một đoạn đường ống vẫn đang hoạt động nhưng Đức từ chối sử dụng vì lý do chính trị. Bất kể
kể ai là người thắng cử Tổng thống Mỹ, quốc gia này đều sẽ phải đối mặt với tình thế nguy hiểm. Chuyên gia bình luận quốc tế Phil Vileto của cổng thông tin Virginia Defender chia sẻ với Sputnik. Ông Phil Vileto nói, bất kể ai thắng cử Tổng thống ở Mỹ, chúng ta sẽ phải đối mặt với một tình trạng hoàn toàn mới và rất nguy hiểm. Ông Phil Vileto cho rằng, cách tiếp cận chính trị của ông Trump ngày càng nghiêng về cánh hữu và cực đoan. Cựu Tổng thống hứa hẹn sẽ sử dụng vệ binh quốc gia để trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và trở thành nhà độc tài trong một ngày, trong trường hợp ông giành chiến thắng. Chuyên gia không loại trừ các cuộc biểu tình sau kết quả bầu cử, thừa nhận rằng ông Trump đang chuẩn bị cơ sở cho hành động bạo lực và nổi dậy nếu cuộc bầu cử không diễn ra theo cách mà ông ấy muốn. Ông Vileto nhận thấy, các đảng viên Đảng Dân Chủ cũng đang chuyển sang cánh hữu, tin chắc rằng khu vực bầu cử truyền thống của họ gồm người da đen và người Latin, phụ nữ và các nhà hoạt động vì quyền thiểu số, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ phiếu chống lại ông Trump. Ông Vileto nói, nếu bà Harris thắng, tôi cho rằng chúng ta sẽ chứng kiến bạo lực trên đường phố ở quy mô lớn đến mức khiến ngày 6 tháng 1 năm 2021 chỉ giống như một bữa tiệc trà. Chuyên gia Vileto nhận định, trong mọi trường hợp có một cơn sóng thần ở phía chân trời và nó đang tiến đến gần với tốc độ chóng mặt. Nếu giành chiến thắng, ông Trump có thể bắt giữ ông Biden và bà Harris. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin các nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ đang xây dựng kế hoạch nhằm tránh lặp lại tình trạng bạo loạn xảy ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 khi khẳng định kết quả bầu cử Tổng thống, khi đám đông ủng hộ ông Trump đã xông vào Điện Capitol. Vụ việc người biểu tình bạo lực xông vào trụ sở Quốc hội là hành động tiếp theo sau khi ông Trump công khai từ chối chấp nhận kết quả bầu cử và cố gắng tranh biện, bãi bỏ kết quả trước tòa án. Đặc biệt, chính trị gia này cho rằng đã xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình bỏ phiếu và yêu cầu xem xét lại kết quả. Ông Trump sau đó đã lên án vụ tấn công vào Điện Capitol. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Đảng Dân Chủ sẽ do Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện và cựu Tổng thống Donald Trump đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với báo chí rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm ông vào tháng 1 năm tới, bất kể người nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, để thể hiện cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bà Jean-Pierre nói, Tổng thống Joe Biden tin vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, và đó là điều mà các bạn sẽ thấy ông ấy làm. Không phải vì ông ấy, mà là vì người dân Mỹ. Đó là điều mà người Mỹ cần thấy bất kể ai thắng cử. Người phát ngôn Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, các tổng thống sắp mãn nhiệm thường tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Nhưng bà không nhắc đến chuyện cựu Tổng thống Donald Trump đã không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm Joe Biden hồi tháng 1 năm 2021. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể tác động sâu rộng đến mối quan hệ căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, nhiều người cảm thấy rằng bất kể ai chiến thắng thì quan hệ Mỹ-Trung vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng. Một phần lý do là chính quyền và dư luận Trung Quốc tin rằng việc chính quyền Mỹ muốn hạn chế sự trỗi dậy của Trung Quốc trên trường quốc tế là điều chắc chắn, bất kể ứng viên Kamala Harris hay ông Donald Trump đắc cử. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump áp thuế hàng trăm tỷ đô la Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc, phát động chiến dịch chống lại gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei và sử dụng ngôn ngữ kỳ thị chủng tộc để mô tả virus gây ra đại dịch COVID-19. 4 năm dưới thời Tổng thống Joe Biden đã có sự thay đổi về giọng điệu và nỗ lực ổn định truyền thông. Tuy nhiên, lo ngại của Mỹ về mối đe dọa an ninh quốc gia mà Trung Quốc gây ra ngày càng lớn. Chính quyền Tổng thống Biden nhắm vào các ngành công nghệ Trung Quốc bằng những biện pháp kiểm soát đầu tư và xuất khẩu cùng với công cụ thuế quan, đồng thời tiếp tục ủng hộ đảo Đài Loan, một vấn đề mà Bắc Kinh coi là lằn danh đỏ. Trong khi đó, người Trung Quốc nhìn thấy triển vọng kinh tế của họ mờ nhạt đi khi đất nước vẫn vật lộn để phục hồi sau giai đoạn kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, khủng hoảng bất động sản kéo dài và những thách thức khác. Vì vậy, dù chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ vẫn được đăng tải trên các bản tin hàng ngày và thảo luận trên mạng, nhưng sự quan tâm của dư luận nước này đối với hai ứng cử viên và chính sách của họ có vẻ không đáng kể so với các cuộc bầu cử trước đây của Mỹ. Khi chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ diễn ra sôi nổi trong những tháng gần cuối cùng, truyền thông chính thống Trung Quốc tập trung vào sự bất hòa xã hội và phân cực ở Mỹ. Trong những ngày gần đây, bài đăng hàng đầu với hashtag bầu cử Mỹ trên Weibo nhấn mạnh lo ngại của người Mỹ về khả năng xảy ra bạo lực sau bầu cử.
bài do một nhánh của đài truyền hình trung ương CCTV thực hiện, dẫn dữ liệu khảo sát từ truyền thông Mỹ. Một bức biếm họa gần đây của báo China Daily cho thấy tượng nữ thần tự do bị nghiền nát trong hàm của một con rồng được dán nhãn bạo lực chính trị. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã bình luận trong một bản tin gần đây rằng mọi tầng lớp xã hội ở Mỹ đều rất lo lắng và dư luận đang hỗn loạn. Bản tin cũng cho rằng khi sự phân cực chính trị và sự chia rẽ trong dư luận gia tăng trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay, bạo lực chính trị cũng gia tăng. Một tạp chí có quan hệ với Tân Hoa mô tả cuộc bầu cử Mỹ là thiếu hy vọng, cuối cùng sẽ do các thế lực vô hình như phố Wall quyết định. Bà Harris có vẻ là người tương đối xa lạ với người dùng mạng xã hội Trung Quốc trước khi bà trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ vào tháng 7. Kể từ đó, nhiều bài đăng và video trên ứng dụng Douyin đã chế giễu Phó Tổng thống, kể cả tiếng cười của bà và nhắc lại những bình luận mà ông Trump chỉ trích và chế giễu nữ đối thủ. Đôi khi ông Trump cũng được ngưỡng mộ một cách mỉa mai trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi còn là Tổng thống, ông Trump được người dân Trung Quốc đặt biệt danh là Chuan Jianguo, nghĩa là Trump, người xây dựng quốc gia Trung Quốc. Biệt danh này ám chỉ chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa đơn phương và gây chia rẽ trong nước mà ông Trump thực hiện đã giúp Bắc Kinh vượt qua Washington trên trường quốc tế. Nhưng sau 8 năm hỗn loạn, cơn sốt Trump dường như đã hạ nhiệt. Theo nhà nghiên cứu này, một lý do khiến mức độ quan tâm của dư luận Trung Quốc đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có vẻ kém hơn các cuộc bầu cử trước đây là do quan hệ Mỹ-Trung sẽ không được cải thiện. Thưa quý vị, bất kể ai là người thắng cử Tổng thống Mỹ, quốc gia này đều sẽ phải đối mặt với tình thế nguy hiểm. Chuyên gia bình luận quốc tế Phil Vileto của cổng thông tin Virginia Defender chia sẻ với Sputnik. Ông Phil Vileto nói, bất kể ai thắng cử Tổng thống ở Mỹ, chúng ta sẽ phải đối mặt với một tình trạng hoàn toàn mới và rất nguy hiểm. Ông Phil Vileto cho rằng, cách tiếp cận chính trị của ông Trump ngày càng nghiêng về cánh hữu và cực đoan. Cựu Tổng thống hứa hẹn sẽ sử dụng vệ binh quốc gia để trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và trở thành nhà độc tài trong một ngày, trong trường hợp ông giành chiến thắng. Chuyên gia không loại trừ các cuộc biểu tình sau kết quả bầu cử, thừa nhận rằng ông Trump đang chuẩn bị cơ sở cho hành động bạo lực và nổi dậy nếu cuộc bầu cử không diễn ra theo cách mà ông ấy muốn. Ông Vileto nhận thấy, các đảng viên Đảng Dân Chủ cũng đang chuyển sang cánh hữu, tin chắc rằng khu vực bầu cử truyền thống của họ gồm người da đen và người Latin, phụ nữ và các nhà hoạt động vì quyền thiểu số, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ phiếu chống lại ông Trump. Ông Vileto nói, nếu bà Harris thắng, tôi cho rằng chúng ta sẽ chứng kiến bạo lực trên đường phố ở quy mô lớn đến mức khiến ngày 6 tháng 1 năm 2021 chỉ giống như một bữa tiệc trà. Chuyên gia Vileto nhận định, trong mọi trường hợp có một cơn sóng thần ở phía chân trời và nó đang tiến đến gần với tốc độ chóng mặt. Nếu giành chiến thắng, ông Trump có thể bắt giữ ông Biden và bà Harris. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin các nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ đang xây dựng kế hoạch nhằm tránh lặp lại tình trạng bạo loạn xảy ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 khi khẳng định kết quả bầu cử Tổng thống, thì đám đông ủng hộ ông Trump đã xông vào Điện Capitol. Vụ việc người biểu tình bạo lực xông vào trụ sở Quốc hội là hành động tiếp theo sau khi ông Trump công khai từ chối chấp nhận kết quả bầu cử và cố gắng tranh biện, bãi bỏ kết quả trước tòa án. Đặc biệt, chính trị gia này cho rằng đã xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình bỏ phiếu và yêu cầu xem xét lại kết quả. Ông Trump sau đó đã lên án vụ tấn công vào Điện Capitol. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Đảng Dân Chủ sẽ do Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện và cựu Tổng thống Donald Trump đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với báo chí rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm ông vào tháng 1 năm tới, bất kể người nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, để thể hiện cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bà Jean-Pierre nói, Tổng thống Joe Biden tin vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, và đó là điều mà các bạn sẽ thấy ông ấy làm. Không phải vì ông ấy, mà là vì người dân Mỹ. Đó là điều mà người Mỹ cần thấy bất kể ai thắng cử. Người phát ngôn Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, các tổng thống sắp mãn nhiệm thường tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Nhưng bà không nhắc đến chuyện cựu Tổng thống Donald Trump đã không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm Joe Biden hồi tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris sẽ đánh bại đối thủ Donald Trump để trở thành Tổng thống tiếp theo của Mỹ.
Đó là dự đoán của giáo sư sử học Alan Lichtman, người được coi như nhà tiên tri về bầu cử Mỹ nhờ đoán trúng 9 trên 10 cuộc bầu cử trước đây. Trong đoạn video đăng trên kênh YouTube mới đây, giáo sư Lichtman cho biết ông không thay đổi dự đoán mà ông đã đưa ra từ tháng 9, dù khoảng cách mà bà Harris dẫn trước ở các bang chiến trường đang thu hẹp lại và kết quả thăm dò nhiều hãng thực hiện cho thấy kết quả đang rất xích sao. Lần duy nhất mà giáo sư Lichtman dự đoán không chính xác là năm 2000, khi ông nói rằng ứng viên đảng Dân Chủ Al Gore khi đó sẽ chiến thắng để tiến vào Nhà Trắng. Giáo sư Lichtman nói, không có gì mới để thay đổi dự đoán mà tôi đã đưa ra vào ngày 5 tháng 9, bất chấp các cuộc thăm dò. Giáo sư Lichtman đã vấp phải một số chỉ trích vì những dự đoán của mình. Trong bài đăng trên mạng xã hội X gần đây, chuyên gia thăm dò ý kiến chính trị Nate Silver cho rằng, các thông số mà vị giáo sư lịch sử hiện đại tại Đại học Hoa Kỳ sử dụng là hoàn toàn tùy tiện. Trong đoạn video mới nhất, giáo sư Lichtman nhấn mạnh rằng các tiêu chí mà ông sử dụng để đưa ra dự đoán của mình không thay đổi và chỉ trích sự phổ biến của các cuộc thăm dò ý kiến trên truyền thông. Ông cho rằng việc điều hành chứ không phải chuyện vận động tranh cử mới là dấu hiệu cho thấy ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Giáo sư Lichtman nói, tôi không có quả cầu pha lê, tôi không phải là Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người nghĩ rằng mình có đường ống dẫn đến đấng toàn năng, hệ thống của tôi dựa trên lịch sử. Nó rất mạnh mẽ, nhưng luôn có thể xảy ra. Bạn không thể biết trước rằng sẽ có điều gì đó thảm khốc và chưa từng có sẽ xảy ra để có thể phá vỡ mô hình lịch sử. Trong đoạn video trực tiếp dài 90 phút, nhà sử học này đánh giá rằng nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông nói rằng ông cảm thấy lo lắng trước mỗi cuộc bầu cử, nhưng năm nay rất khác. Ông nói, tôi như có một đàn quạ trong bụng. Trong khi đó, nhà phân tích dữ liệu và dự báo của CNN, Harry Enten, trích dẫn tỷ lệ ủng hộ bà Harris và phá thai là vấn đề chính trong cuộc bầu cử năm 2024 cho biết, nếu Phó Tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng, các dấu hiệu đã rõ như ban ngày. Nhà phân tích Enten đã trích dẫn hai điểm chính mà ông tin rằng cho thấy bà Harris sẽ thắng cử Tổng thống vào tuần tới. Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi ông nói gần như ngược lại rằng nếu ông Trump thắng, các dấu hiệu từ đầu đã rõ ràng. Trên CNN sáng ngày 31 tháng 10, ông Enten cho biết, bà Harris chỉ đơn giản là được ưa chuộng hơn ông Donald Trump. Ông Enten lưu ý rằng, tỷ lệ ủng hộ dòng của bà Harris cao hơn ông Trump là một lý do khiến bà có khả năng giành chiến thắng. Ông trích dẫn tỷ lệ ủng hộ dòng của bà là âm 2 điểm so với âm 7 điểm của ông Trump. Trang tin 538 cảnh báo rằng, số phiếu bầu cho bà Harris đã tăng lên, đưa mức độ ủng hộ dòng của bà lên mức âm 1,5 điểm vào ngày 31 tháng 10, trong khi ông Trump là âm 8,4 điểm. Trong khi Real Clear Polling đưa ra mức ủng hộ dòng của bà Harris là âm 3,2 điểm, trong khi của ông Trump là âm 6 điểm. Nhà phân tích Enten đã xem xét 17 cuộc bầu cử trước đây kể từ năm 1956 và lưu ý rằng trong 16 cuộc bầu cử, ứng cử viên được nhiều người ưa chuộng hơn đã giành chiến thắng. Chỉ có một trường hợp ứng cử viên ít được ưa chuộng hơn giành được chức tổng thống, đó chính là ông Donald Trump vào năm 2016. Thưa quý vị, nhà hoạt động kỳ cựu của Đảng Dân Chủ mới đây cho rằng tiền thưởng 1 triệu đô la Mỹ của tỷ phú Elon Musk có thể giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng ở Pennsylvania, bang chiến trường gay cấn nhất trong cuộc bầu cử năm nay. Nhà hoạt động kỳ cựu của Đảng Dân Chủ David Axelrod ngày 31 tháng 10 nói rằng khoản tiền thưởng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày của ông Elon Musk có thể quyết định người chiến thắng tại bang Pennsylvania. Ông Axelrod cho biết trong một chương trình của CNN rằng ở Pennsylvania, nhiều người tin rằng khoản tiền thưởng đó có thể tạo ra cách biệt 50.000 phiếu bầu tại bang này. Nếu thực tế đúng là như vậy, xét đến sự xích sao của cuộc bầu cử năm nay, con số đó thực sự rất quan trọng. Ông Elon Musk đã hứa sẽ trả 100 đô la Mỹ cho mỗi người ký vào bản kiến nghị cam kết ủng hộ hiến pháp và trả 47 đô la Mỹ khi giới thiệu thêm một người ký vào bản kiến nghị này. Tỷ phú công nghệ sở hữu SpaceX cho biết rằng bất kỳ ai ký vào bản kiến nghị đều được tham gia vào cuộc xổ số trao thưởng 1 triệu đô la Mỹ. Những người này được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Ông Axelrod nói, ám chỉ đến kế hoạch của ông Musk. Rất thông minh, những gì mà họ đang làm là sử dụng tu trình an thứ nhất và tu trình an thứ hai, quyền tự do ngôn luận và quyền sở hữu súng như một cách để xác định những người mà họ nghĩ rằng có khả năng sẽ là cử tri của ông Trump. Ông Axelrod nói thêm, họ đang kiểm tra xem những người đó có bỏ phiếu hay không. Họ đang tìm kiếm những cử tri có xu hướng bỏ phiếu thấp, những người có thể sẽ không bỏ phiếu. Và sau đó, ông Musk sẽ điều hành một chiến dịch vận động bỏ phiếu cho ông Trump.
Đầu tuần này, văn phòng công tố quận Philadelphia đã đệ đơn kiện Ủy ban Hành động Chính trị American Park của ông Musk để ngăn chặn việc trao thưởng 1 triệu đô la cho những cử tri đã đăng ký ở 7 bang chiến trường. Hồ sơ kiện cáo buộc American Park vi phạm luật thương mại không công bằng và luật bảo vệ người tiêu dùng của Pennsylvania, cụ thể là luật xổ số của tiểu bang. Những bình luận của ông Anseroth được đưa ra khi cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang bám đuổi sát nút trong cuộc chạy nước rút đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Trong vài tuần qua, cả hai ứng cử viên đều tập trung gần như toàn bộ sức lực vào 7 tiểu bang chiến trường, trong đó có Pennsylvania, nơi có 19 phiếu đại cử tri, có thể quyết định người chiến thắng trong một cuộc bầu cử ngày càng xiết sao. Tuy nhiên, ngày 31 tháng 10, một tòa án tại thành phố Philadelphia của Mỹ đã ra lệnh cho tỷ phú công nghệ Elon Musk phải tham dự phiên điều trần về chương trình xổ số liên quan đến bầu cử mà ông đã khởi xướng vào đầu tháng này. Ông trùm công nghệ cho biết, sáng kiến này nhằm mục đích huy động cử tri ở các tiểu bang dao động, trong khi vụ kiện cáo buộc rằng sáng kiến này có những người tham gia cam kết chính trị. Trước đó, ngày 28 tháng 10, biện lý quận Philadelphia Larry Krasner, một đảng viên dân chủ, đã thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện dân sự về xổ số bất hợp pháp của doanh nhân này. Theo đơn kiện, America Park, một ủy ban hành động chính trị, và ông Musk đang dụ dỗ người dân Philadelphia và những người khác ở khối thịnh vượng chung và các tiểu bang dao động khác trong cuộc bầu cử sắp tới, từ bỏ thông tin nhận dạng cá nhân của họ và đưa ra lời cam kết chính trị để đổi lấy cơ hội trúng thưởng 1 triệu đô la. Chính quyền cũng lưu ý rằng họ có nhiệm vụ phải bảo vệ công chúng khỏi sự can thiệp vào tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy, người nổi tiếng có tác động đến bầu cử. Họ không chỉ thúc đẩy sự tham gia của công dân, mà còn ảnh hưởng đến số lượng phiếu bầu. Những người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí thường không được đánh giá cao về chuyên môn chính trị. Tuy nhiên, danh tiếng, tầm ảnh hưởng của những người có số lượng đông đảo người hâm mộ lại là thứ vũ khí mà bất kỳ chính trị gia nào trên thế giới cũng muốn nắm giữ. Một thực tế cho thấy, rõ ràng là các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đều có chung chiến lược khai thác triệt để sức mạnh của các giới ngôi sao cho chiến dịch tranh cử của họ. Sự hiện diện của Beyoncé, Eminem, Megan, Three Stallion, Quavo và Bon Iver tại các cuộc vận động tranh cử của bà Kamala Harris thu hút sự quan tâm lớn của đám đông. Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa RNC cũng có sự tham gia của ca sĩ Kid Rock và người mẫu Amber Rose cùng nhiều ngôi sao khác. Nghiên cứu của Trung tâm Đổi mới và Quản trị Dân chủ Arch thuộc Đại học Harvard công bố vào tháng 8 xác định những người nổi tiếng không chỉ tạo ra tiếng vang trực tuyến mà còn thực sự có thể tác động đến các cuộc bầu cử. Theo các chuyên gia, tiếng nói của các ngôi sao giải trí chứa đựng sức mạnh to lớn trong việc thúc đẩy sự tham gia của công dân và thay đổi số liệu phiếu bầu. Ashley Spillins, tác giả của nghiên cứu kiêm chuyên gia về chính trị và cộng đồng, chia sẻ với ABC News. Hiện nay, các cử tri trẻ có mức độ tin tưởng tương đối thấp vào nhiều lãnh đạo và tổ chức, kể cả các phương tiện truyền thông truyền thống. Nhưng những người nổi tiếng thường là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Bà Spillin đã chỉ ra rằng, mặc dù tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu phá kỷ lục trong các cuộc bầu cử gần đây, Mỹ chỉ xếp hạng thứ 31 trong số 50 quốc gia phát triển về tỷ lệ cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, thiếu động lực và động viên là một trong những lý do chính cho thứ hạng đó. Lúc này, vai trò của những người nổi tiếng được phát huy. Tầm ảnh hưởng của họ cũng có tác dụng mạnh mẽ trong việc giải quyết tình trạng thiếu cử tri đi bầu cử. Theo nữ chuyên gia, văn hóa xung quanh hoạt động tham gia cộng đồng cần phải thay đổi. Nếu bầu cử phù hợp với sự phát triển của thời đại và thú vị, người dân cảm thấy hào hứng hơn khi thực hiện quyền lợi của mình. Đa phần cử tri trẻ tuổi hoặc lần đầu tiên bầu cử còn gặp rào cản khi tham gia. Phần lớn là do thiếu thông tin về cơ chế cơ bản của việc bỏ phiếu tại tiểu bang của họ. Để thay đổi văn hóa bầu cử, chìa khóa chính là những người nổi tiếng. Tỷ lệ đăng ký bỏ phiếu trực tuyến và tỷ lệ nhân viên tình nguyện làm việc tại điểm bỏ phiếu tăng lên khi có sự quảng bá của các ngôi sao giải trí. Bà Spillin nhấn mạnh trên CNN, trong khi một số cuộc thăm dò cho thấy nhiều người tuyên bố không bị ảnh hưởng bởi tiếng nói của người nổi tiếng về vấn đề chính trị. Có bằng chứng thuyết phục hơn cho thấy những người nổi tiếng này có sức mạnh đáng kể. Những người nổi tiếng có vị thế đặc biệt để trao quyền cho người Mỹ bình thường sử dụng tiếng nói của họ và thực hiện các quyền công dân của họ. Những người nổi tiếng là thế lực vô song trong văn hóa Mỹ, thông báo những gì mà chúng ta mua, những gì chúng ta mặc và những gì chúng ta nói, tầm ảnh hưởng và phạm vi tiếp cận đáng kể của mình. Họ là những người ủng hộ mạnh mẽ cho các mục đích xã hội và chính trị.
so với phương tiện truyền thông chính thống và các phương pháp vận động bỏ phiếu khác. Những người nổi tiếng dễ dàng kết nối với thế hệ trẻ hơn bởi họ kiểm soát và hiện diện thường xuyên trên mạng xã hội. Họ được định vị là nguồn thông tin tập trung để những người muốn tăng cường sự tham gia của các cử tri khai thác và sử dụng. Báo cáo của Harvard không xem xét sự ủng hộ của người nổi tiếng đối với các ứng cử viên hoặc đảng phái chính trị cụ thể. Thay vào đó tập trung vào vai trò của người nổi tiếng trong sự nỗ lực tham gia bỏ phiếu phi đảng phái như giáo dục, động viên và khuyến khích người Mỹ đăng ký bỏ phiếu, như các chiến dịch của người nổi tiếng trên nhiều phương tiện, bao gồm truyền hình, phim tài liệu, hàng hóa và thông báo trên dịch vụ công. Theo thống kê, Gen Y, những người được sinh ra từ đầu thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990 và Gen Z nửa cuối thập niên 1990 đến những năm đầu thập niên 2000, chiếm số đông cử tri Mỹ vào năm 2028, dành trung bình 157 đến 180 phút trên mạng xã hội. Họ xem đây là nguồn tin tức chính. Khai thác nền tảng này là phương pháp hữu hiệu giúp lan tỏa bầu cử đến thế hệ trẻ. Mùa vận động tranh cử năm 2024 bùng nổ trên mạng xã hội khi cử tri trẻ tuổi chia sẻ hình ảnh chế về mèo, ám chỉ người đồng hành tranh cử của ông Trump, J.D. Vance, và biểu tượng cảm xúc cây dừa, danh thiếp của những người ủng hộ Harris. Ngôi sao nhạc pop người Anh Charlie XCX góp phần gia tăng sự chú ý của Gen Z đối với bà Harris chỉ bằng một dòng trạng thái, Kamala is bread. Bread được hiểu theo nghĩa tích cực là những người tự tin, nổi loạn, không câu nệ. Bread đồng thời là tên của album mới của Charlie XCX phát hành vào tháng 6. Trong khi đó, ông Donald Trump chủ động tìm kiếm đến ngôi sao mạng xã hội đình đám Adin Rose để cùng giao lưu nền tảng xã hội Kick. Cựu Tổng thống Mỹ biết đến Rose sau khi con trai út Barron Trump thừa nhận hâm mộ chàng trai 23 tuổi. Trước đó, nhiều người nổi tiếng sử dụng mạng xã hội như phương tiện để kêu gọi hâm mộ tham gia bầu cử. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày bầu cử, Phó Tổng thống Kamala Harris đã có bài phát biểu khép lại chiến dịch tranh cử tại công viên Ellis ở Washington, D.C. Trong đó, bà cam kết luôn đặt đất nước lên trên đảng phái và bản thân. Trong bối cảnh các cuộc thăm dò trên toàn quốc và tại các bang dao động cho thấy bà Harris và ông Donald Trump gần như ngang ngửa. Cuộc meeting của Phó Tổng thống đã thu hút một đám đông khổng lồ, ước tính khoảng 75.000 người. Dưới đây là những điểm chính trong bài phát biểu của bà Harris. Sự kiện đối Capitol. Trên nền tiếng còi báo động và còi ô tô hú, hành động rõ ràng biểu thị sự phản đối, bà Harris bắt đầu bài phát biểu bằng cách định hình cuộc bầu cử là sự lựa chọn về việc chúng ta sẽ có một đất nước dựa trên nền tảng tự do cho mọi người dân Mỹ hay một đất nước bị cai trị bởi hỗn loạn và chia rẽ. Bà nói, hãy xem, chúng ta biết Donald Trump là ai. Ông ấy là người đã đứng ở chính nơi này gần 4 năm trước và cử một đám đông có vũ trang đến đồi Capitol để lật ngược ý chí của người dân trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Một cuộc bầu cử mà ông ấy biết mình đã thua. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ nói thêm, ông Donald Trump có ý định sử dụng quân đội Mỹ chống lại những công dân Mỹ, chỉ đơn giản là không đồng tình với ông ấy. Những người mà ông gọi là kẻ thù từ bên trong. Hỡi nước Mỹ, đây không phải là ứng cử viên tổng thống đang nghĩ về cách làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Đây là một người không ổn định, ám ảnh với sự trả thù, ám ảnh bởi sự bất bình và muốn có quyền lực không bị kiểm soát. Phó Tổng thống Harris sau đó mô tả việc bà ra ứng cử là cách để lật qua trang kịch tính và xung đột, sợ hãi và chia rẽ. Đã đến lúc cần có một thế hệ lãnh đạo mới tại Mỹ và tôi sẵn sàng nắm quyền lãnh đạo với tư cách là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Đặc biệt, trong bài phát biểu, bà cam kết trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ, luôn đặt đất nước lên trên đảng phái và bản thân. Đường đua nước rút. Bà Harris thừa nhận rằng chiến dịch tranh cử của bà không phải là một chiến dịch điển hình. Bà tham gia cuộc đua chỉ cách đây 3 tháng, sau khi những lo ngại về tuổi tác của ông Biden khiến Đảng Dân Chủ cố gắng thuyết phục ông rời khỏi cuộc đua. Trong cuộc chạy nước rút sau đó, bà Harris đôi khi gặp khó khăn trong việc giới thiệu bản thân với cử tri. Bà nói, mặc dù tôi đã có vinh dự được phục vụ với tư cách là phó tổng thống của các bạn trong 4 năm qua, nhưng tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn vẫn đang tìm hiểu về tôi. Bà Harris sau đó quảng cáo kinh nghiệm làm việc của mình trước khi bà đảm nhận nhiệm vụ tại Washington, chủ yếu với tư cách là tổng trưởng lý của bang California, nói rằng bà luôn có bản năng bảo vệ. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ phát biểu trước các cử tri. Đây là những gì tôi hứa với các bạn. Tôi sẽ luôn lắng nghe các bạn. Ngay cả khi các bạn không bỏ phiếu cho tôi sẽ luôn nói sự thật với các bạn. Ngay cả khi điều đó khó nghe, tôi sẽ làm việc mỗi ngày để đạt được sự đồng thuận và thỏa hiệp để hoàn thành mọi việc. Bà nói thêm, vào ngày đầu tiên, nếu được bầu, Donald Trump sẽ bước vào văn phòng đó với một danh sách kẻ thù. Còn khi tôi được bầu, tôi sẽ bước vào với một danh sách các việc cần làm. Tạo ra khác biệt.
Bà Harris hiếm khi bỏ lỡ cơ hội tuyên bố ý định khôi phục quyền phá thai cho phụ nữ trên toàn quốc. Bà Harris thừa nhận rằng để khôi phục quyền bảo vệ phá thai, bà sẽ cần sự ủng hộ của Quốc hội. Bà nói, khi Quốc hội thông qua dự luật khôi phục quyền tự do sinh sản trên toàn quốc, với tư cách là Tổng thống Mỹ, tôi sẽ tự hào ký thành luật. Bên cạnh đó, bà Harris một lần nữa hứa hẹn rằng nếu được bầu, bà sẽ ký thành luật một dự án an ninh biên giới được lưỡng đảng ủng hộ. Dự luật đã bị ông Trump phá hoại vào đầu năm nay. Bà Harris nói rằng bà sẽ cung cấp cho lực lượng tuần tra biên giới những hỗ trợ mà họ đang rất cần. Đồng thời, bà bổ sung thêm, chúng ta phải thừa nhận chúng ta là một quốc gia của những người nhập cư và tôi sẽ làm việc với Quốc hội để thông qua cải cách vấn đề nhập cư, bao gồm cả con đường để những người nhập cư chăm chỉ nhận được quyền công dân. Nhiều đảng viên Cộng hòa phản đối việc cung cấp một con đường đến với quyền công dân, mà ông Trump cũng đã hứa sẽ trục xuất những người nhập cư với số lượng lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Trong một diễn biến khác, một cuộc thăm dò của Reuters và Ipsos vào ngày 29 tháng 10 cho thấy tỷ lệ dẫn trước của Phó Tổng thống Kamala Harris so với cựu Tổng thống Donald Trump đã giảm xuống ở mức 44% so với 43% trong số những cử tri đã đăng ký. Theo Reuters, bà Harris đã dẫn trước ông Trump trong mọi cuộc thăm dò của Reuters và Ipsos kể từ khi thay thế vị trí từ Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 7. Tuy nhiên, lợi thế của bà đã giảm dần kể từ cuối tháng 9. Không ai có thể biết chắc chắn ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump hay ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ thắng cử vào ngày 5 tháng 1 tới. Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán Mỹ có thành tích dự đoán khá tốt người chiến thắng trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, theo tờ Al Jazeera. Kể từ năm 1928, S&P 500, chỉ số chứng khoán dựa trên vốn hóa của 500 công ty đại chúng lớn nhất nước Mỹ, đã chỉ ra người chiến thắng trong 20 trên 24 cuộc bầu cử, theo phân tích của công ty dịch vụ tài chính LPL Financial. Khi S&P 500 tăng trong 3 tháng trước ngày bầu cử, đảng đương nhiệm đã giữ được Nhà Trắng trong 12 đến 15 lần bầu cử. Và đảng cầm quyền thua 8 đến 9 lần gần nhất khi thị trường chứng khoán giảm trước khi bỏ phiếu. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, S&P 500 đã tăng 11,8 kể từ đầu tháng 8. Giả sử thị trường chứng khoán Mỹ không giảm mạnh trong những ngày cuối cùng của chiến dịch, thì xu hướng lịch sử rõ ràng đang ủng hộ bà Harris. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cảnh báo. Không may cho bà Harris là cử tri dường như không liên kết hiệu suất mạnh mẽ của thị trường chứng khoán với nền kinh tế đang hoạt động tốt. Trong khi ước tính có 61% người Mỹ sở hữu cổ phiếu, thì một bộ phận lớn cử tri không tiếp xúc với thị trường. Trong cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng được công bố vào tuần này, 62% cử tri đã đăng ký, bao gồm phần lớn đảng viên Cộng hòa và Độc lập, đánh giá tình trạng của nền kinh tế là tồi tệ. Về mặt tích cực cho bà Harris, cử tri bày tỏ sự tin tưởng ngày càng tăng vào khả năng xử lý các vấn đề kinh tế của Đảng Dân Chủ, cho thấy lợi thế trước đây của ông Trump đối với nền kinh tế gần như đã biến mất. Sự u ám đang lan rộng, mặc dù thực tế là, theo hầu hết các số liệu, bao gồm tăng trưởng GDP và tỷ lệ thất nghiệp, nền kinh tế Mỹ đang hoạt động ở mức tốt. Một trong những lý do hợp lý nhất và thường được đưa ra cho tâm lý tiêu cực là người tiêu dùng đang lo ngại về giá cả tăng cao. Mặc dù lạm phát tháng trước giảm xuống còn 2,4%, hiện đã gần đạt mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Fed sau khi tăng vọt trong đại dịch COVID-19. Dù tiền lương tăng nhanh hơn lạm phát trong hơn một năm, nhưng vẫn chưa tăng đủ để bù đắp hoàn toàn cho sự gia tăng chi phí sinh hoạt kể từ khi đại dịch xảy ra. Một lý do chính đáng khác để thận trọng khi tin vào chỉ dấu dự đoán của thị trường chứng khoán là chúng ta dường như đang sống trong thời đại chính trị không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Cũng giống như chiến thắng năm 2016 đã phá vỡ nhiều tiền lệ. Vị trí của ông Donald Trump trong danh sách ứng viên Đảng Cộng hòa năm nay, bất chấp 4 bản cáo trạng hình sự, nhiều vụ bê bối và nhiều năm đưa tin tiêu cực trên phương diện truyền thông, là một trong những điều bất quy tắc thông thường. Thật vậy, lần cuối cùng S&P 500 không dự đoán được người tiếp theo sẽ vào Nhà Trắng là cuộc bầu cử gần đây nhất. Sau khi chứng kiến thị trường tăng 2,3%, ông Donald Trump đã thua Tổng thống Joe Biden. Trong một diễn biến liên quan tới cuộc đua vào Nhà Trắng, cuộc thăm dò bầu cử Mỹ của tờ Wall Street Journal cho thấy ông Trump đã mở ra khoảng cách hẹp trong cuộc đua tổng thống khi cử tri có cái nhìn tích cực hơn về chương trình nghị sự và thành tích trước đây của ông. Theo cuộc khảo sát toàn quốc của Wall Street Journal, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump được 47%, dẫn trước 2% so với đối thủ Đảng Dân chủ Kamala Harris 45%. Trước đó, cuộc khảo sát của tờ Wall Street Journal hồi tháng 8 cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 2%. Kể từ tháng 8, tỷ lệ cử tri có cái nhìn tích cực và không tích cực về bà Harris là ngang nhau. Hiện tại, quan điểm không tích cực là 53% so với quan điểm tích cực là 45%. Bên cạnh đó, 42% cử tri tán thành và 54% không tán thành hiệu suất làm việc của bà Harris. Ngược lại, quan điểm về ông Trump đã trở nên lạc quan hơn. Cử tri đánh giá thời gian ông làm tổng thống tích cực hơn bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ bầu cử này
với 52% tán thành và 48% không tán thành hiệu suất làm việc của ông khi tại nhiệm. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho rằng bà Kamala Harris sẽ bị Trung Quốc đối xử như một đứa trẻ nếu bà được bầu vào Nhà Trắng. Bằng cách nào đó, nếu bà Kamala Harris thắng, bà ấy sẽ phải đối phó với Trung Quốc, người dẫn chương trình phát thanh Hugh Lewis nói với ông Trump trong một sự kiện. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa đáp lại, bà ấy sẽ bị Trung Quốc đối xử như một đứa trẻ. Ông Trump nói, họ sẽ lấy hết kẹo rất nhanh, bà ấy sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Giống như một kỳ thủ cờ vua vĩ đại đang chơi với một người mới bắt đầu vậy. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang diễn ra, ông Trump đã nhiều lần hạ thấp bà Harris, cho rằng bà lười biếng, từ thường được dùng để xúc phạm người da màu với ý nghĩa phân biệt chủng tộc, thậm chí nói bà là người ngu ngốc và hỏi liệu bà có sử dụng ma túy không. Ông cũng chê bà Harris là chậm chạp và có chỉ số IQ thấp. Theo Project Syndicate, các cơ quan truyền thông cánh hữu như Fox News đã làm rất tốt trong việc giúp ứng viên Cộng hòa Donald Trump chống lại ảnh hưởng của Đảng Dân Chủ. Các kết quả thăm dò toàn quốc gần đây đều cho thấy sự cân bằng giữa hai ứng cử viên. Thậm chí ông Trump còn dẫn trước một chút ứng viên Dân Chủ Kamala Harris trong một số khảo sát. Đây là minh chứng cho sức mạnh của truyền thông cánh hữu khi họ có thể thuyết phục cử tri tin vào phong trào làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, hay còn được gọi là MAGA, cũng như cho thấy ông Trump là một tổng thống phù hợp hơn so với bà Harris. Trên thực tế, không phải tất cả cử tri Cộng hòa đều đồng tình với các chính sách của ông Trump. Tuy vậy, truyền thông cánh hữu đã tập trung xoáy vào chính sách thuế và chương trình chi tiêu của chính quyền đương nhiệm, vấn đề gây ra tranh cãi lớn với người dân Mỹ. Việc liên tục đưa tin vào vấn đề này đã giúp ông Trump thu hút thêm một lượng cử tri lớn, những người không đồng tình với nhiều chính sách của Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ. Năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bằng cách chiếm lĩnh hệ sinh thái truyền thông ở Mỹ. Tại thời điểm đó, những tuyên bố điên rồ của ông Trump được coi là sự thẳng thắn, khác biệt hoàn toàn so với các chính trị gia truyền thống. Tuy vậy, phong cách bình luận của ông Trump đã không còn tạo ra hiệu ứng lớn ở thời điểm hiện tại, và truyền thông cánh hữu không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho cựu Tổng thống luôn nhận được sự chú ý. Trên thực tế, các cơ quan truyền thông cánh tả và Đảng Dân Chủ đã không thể tạo ra những cú hích lớn như đối thủ. Các kế hoạch của họ vẫn tỏ ra cứng nhắc và không muốn sử dụng các phương thức mới để thúc đẩy chương trình nghị sự. Có thể thấy rõ, truyền thông cánh hữu là một vũ khí không mấy bí mật của ông Trump, nhưng nó đã đem lại hiệu quả tính tới thời điểm này. Trong khoảng một tuần tới, chúng ta sẽ biết được liệu vũ khí này có thể giúp ông Trump trở lại Nhà Trắng lần thứ hai hay không. Đội ngũ tranh cử của bà Harris được cho là đang cố gắng tách biệt khỏi Tổng thống Biden, dù cho ông chủ Nhà Trắng vẫn đang nỗ lực vận động cho ứng viên Dân Chủ. Đài RT ngày 28 tháng 10 cho biết, hãng thông tấn Axios của Mỹ mới đây đã tiết lộ về việc đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris cố gắng tách khỏi Tổng thống Biden trước thềm ngày bầu cử. Nguồn tin của Axios cho biết, Tổng thống Biden muốn dành ra một số ngày để cùng vận động tranh cử với bà Harris. Tuy vậy, đội ngũ của Phó Tổng thống không lên lịch cho bất kỳ sự kiện chung nào và chỉ trả lời sẽ liên lạc lại sau. Giới quan sát nhận định, động thái giữ khoảng cách xuất phát từ việc nhiều thành viên trong đội ngũ của bà Harris cho rằng ông Biden là nhân tố chính trị bất định, nhưng họ không muốn nói điều đó một cách trực tiếp. Một quan chức Mỹ tiết lộ, tình hình giữa ông Biden và bà Harris giống như một cuộc chia tay chậm chạp. Theo nguồn tin của Axios, đội ngũ của bà Harris cũng như Đảng Dân Chủ đánh giá cao và tôn trọng những gì ông Biden đã làm được. Tuy vậy, ông Biden không phải là người được ưa thích trong quá trình vận động, nhất là sau màn tranh luận đáng thất vọng với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, Donald Trump. Trước đó, tuyên bố muốn nhốt ông Trump lại của Tổng thống Biden cũng khiến một số thành viên trong đội ngũ của bà Harris không hài lòng. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 47 triệu cử tri Mỹ đã tham gia bỏ phiếu sớm, bao gồm cả Tổng thống Biden. Bất chấp những thông tin về sự giãn nứt, ông Biden dự kiến sẽ vận động tranh cử cho bà Harris ở bang chiến trường Pennsylvania trong vài ngày tới. Tổng giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos, chủ sở hữu tỷ phú của tờ The Washington Post giải thích rằng tờ báo của ông sẽ trung lập, không ủng hộ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 để tránh cảm giác thiên vị và giúp xây dựng lòng tin với độc giả. Ông Bezos bắt đầu bài xã luận ngày 28 tháng 10 bằng cách trích dẫn một cuộc thăm dò gần đây của Gallup, trong đó phát hiện rằng gần 70% người Mỹ không tin tưởng hoặc tin tưởng vào rất ít phương tiện truyền thông. Nghề của chúng tôi hiện là nghề ít được tin tưởng nhất. Rõ ràng là có điều gì đó chúng tôi đang làm không hiệu quả. Doanh nhân này biết và nói thêm rằng hầu hết mọi người đều tin rằng phương tiện truyền thông thiên vị. Ông Bezos cho biết, quyết định không ủng hộ một ứng cử viên nào là do sự sụt giảm lòng tin của công chúng vào các nhà báo và các phương tiện truyền thông, đồng thời nói thêm rằng các tòa soạn phải chính xác, chúng ta phải được tin là chính xác.
Ông Perot viết, sự ủng hộ với các ứng cử viên tổng thống không làm thay đổi cán cân của một cuộc bầu cử. Không có cử tri nào ở Pennsylvania chưa quyết định sẽ nói rằng tôi sẽ ủng hộ sự ủng hộ của báo A. Không có. Sự ủng hộ với ứng cử viên tổng thống thực sự tạo ra nhận thức về sự thiên vị. Chấm dứt sự ủng hộ đó là một quyết định có nguyên tắc và đó là quyết định đúng đắn, ông Perot nói thêm. Bài xã luận được đưa ra vài ngày sau khi chủ xuất bản của tờ Post, William Lewis, viết một bài xã luận thông báo rằng tờ báo này sẽ không ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris hoặc cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào năm 2024. Lewis cho biết quyết định này là sự trở lại với cội nguồn không ủng hộ các ứng cử viên Tổng thống và nói thêm rằng tờ báo sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong tương lai. Quyết định này đã gây ra phản ứng dữ dội từ những người chỉ trích ông Trump, bao gồm cả cựu biên tập viên điều hành của Post, người đã mô tả sự lựa chọn này là hèn nhát, đáng lo ngại và yếu đuối. Washington Post đã đăng một bài báo vài giờ sau bài xã luận của Lewis, nói rằng, theo những người quen thuộc với các cuộc thảo luận, ban biên tập của tờ báo đã chuẩn bị ủng hộ bà Harris, nhưng ông Perot đã ngăn cản việc công bố. Ông Perot cũng bác bỏ cáo buộc rằng, hai ứng cử viên đều đã được tham vấn hoặc thông báo ở cấp độ nào đó về quyết định của Post. Những nghi ngờ đã nảy sinh vào tuần trước sau khi có thông tin rằng David Lim, giám đốc điều hành công ty vũ trụ Blue Origin của Perot, đã gặp ông Trump tại Austin, Texas vào cuối tuần trước, cùng ngày tờ báo tuyên bố sẽ không ủng hộ ứng cử viên nào. Ông Perot khẳng định ông không biết cuộc gặp này. Robert Kagan, biên tập viên sắp mãn nhiệm của tờ Post, đã từ chức và nói với tờ The Daily Beast rằng cuộc họp của ông Trump và Lim là bằng chứng của một thỏa thuận ngầm. 21 biên tập viên chuyên mục của tờ Post cũng đã ký vào một bài xã luận bất đồng quan điểm cho rằng tờ báo này đã sai lầm khủng khiếp khi không ủng hộ một ứng cử viên tổng thống nào. Ông Perot kết luận trong bài xã luận của mình, giờ đây, thế giới cần một tiếng nói đáng tin cậy và độc lập hơn bao giờ hết, và nơi nào tốt hơn để tiếng nói đó xuất phát ngoài thủ đô của quốc gia quan trọng nhất thế giới. Bài xã luận của Perot đã được một số ít nhà bình luận khen ngợi trên mạng xã hội vào tối ngày 28 tháng 10. Tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX đã đăng trên nền tảng X của mình khen ngợi Jeff Perot. Tờ báo đã xác nhận các ứng cử viên từ năm 1976, nhưng đã thông báo đình chỉ hoạt động này vào thứ Sáu, khiến một số biên tập viên phải từ chức. Ban biên tập của Post đã xác nhận bà Hillary Clinton vào năm 2016 và ông Joe Biden vào năm 2020. Theo CNN, các nhân viên của tờ báo đã soạn thảo một bản xác nhận ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris trước cuộc bầu cử vào tháng tới, nhưng cuối cùng đã không được ban quản lý chấp thuận. Kể từ khi quyết định trung lập đưa ra ngày 24 tháng 10, hơn 200.000 người đã hủy đăng ký tờ Post. Phó Tổng thống Kamala Harris đã phải đối mặt với sự chỉ trích rất lớn từ những người theo chủ nghĩa tiến bộ về các chính sách của Nhà Trắng đối với Israel. Phản ứng dữ dội có thể đe dọa cơ hội chiến thắng của bà Harris vào tháng 11, với một số cử tri ở các bang dao động quan trọng như Michigan có kế hoạch bỏ phiếu cho đảng thứ ba để phản đối. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã chỉ trích các phương tiện truyền thông nói dối vì những gì ông cho là có lịch sử lâu dài về việc đưa tin không công bằng với ông và thời gian ông tại nhiệm. Chiến dịch tranh cử của bà Harris và các đồng minh cũng cáo buộc các phương tiện truyền thông ủng hộ ông Trump khuếch đại thông tin sai lệch. Đài RT ngày 28 tháng 10 cho biết, hãng thông tấn Axios của Mỹ mới đây đã tiết lộ về đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris cố gắng tách khỏi Tổng thống Joe Biden trước thềm ngày bầu cử. Nguồn tin của Axios cho biết, Tổng thống Biden muốn dành ra một số ngày để cùng vận động tranh cử với bà Harris. Tuy vậy, đội ngũ của Phó Tổng thống không lên lịch cho bất kỳ sự kiện chung nào và chỉ trả lời là sẽ liên lạc lại sau. Giới quan sát nhận định, động thái giữ khoảng cách xuất phát từ việc nhiều thành viên trong đội ngũ của bà Harris cho rằng ông Biden là nhân tố chính trị bất định, nhưng họ không muốn nói điều đó một cách trực tiếp. Một quan chức Mỹ tiết lộ, tình hình giữa ông Biden và bà Harris giống như một cuộc chia tay chậm chạp. Theo nguồn tin của Axios, đội ngũ của bà Harris cũng như Đảng Dân Chủ đánh giá cao và tôn trọng những gì ông Biden đã làm được. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!